Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 tháng 2 âm lịch năm 2022. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là không mong muốn biết số phận của mình là tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và cuộc sống thì luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm, không bao giờ phải lo nghĩ bất kỳ một điều gì và đặc biệt đó là vấn đề kinh tế. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp thì con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng ngày âm lịch năm Nhâm Dần này? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng và hưởng được cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Vâng, và như quý vị đã biết thì cuộc sống của con người sợ nhất là cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với chính cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có một vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 này sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 2 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà trong tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trong nhung lụa trọn vẹn đến cuối đời. Vậy thì hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận trình tuổi Kỷ Mão trong tháng 2 âm lịch này nhé quý vị. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng khá lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người tuổi này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí là có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Những người tuổi Kỷ Mão đã bước sang tuổi 23 trong năm 2022. Hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần phải đặc biệt chú ý vấn đề này. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp quý âm thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Kỷ Mão nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Dần năm 2022, người sinh năm 1999 không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra chịu trách nhiệm, bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân. Trong thời điểm một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn phải chịu áp lực khá nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ qua. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tháng này đường tài vận không quá hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định.
những người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Những người tuổi Kỷ Mão có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1999 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cũng cần phải chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cần phải hạn chế ra ngoài tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ khi di chuyển hay đôi khi ngồi không cũng gặp họa trong tháng này, mặc dù chỉ là chầy xước tay chân không đáng lo ngại nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tình cảm tinh thần của bạn. Nhắc nhở tuổi Kỷ Mão trong năm nay hết sức tránh việc hành động vội vàng, nóng nảy, kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự mà còn khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên lưỡng lự, tự lượng sức mình, không nên cứng đầu, cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ được cát tinh chủ đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam hay nữ, bản mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là người có ý định tiến tới với bạn. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, có nhiều khi bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe góp ý của người lớn tuổi. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này.
Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch, và từ đó thì sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.